Bé gái 11 tuổi có hai tử cung. Bé 11 tuổi bị rong kinh kéo dài 1 tháng. Quan sát bên ngoài trẻ không có gì bất thường, không sốt. Hình ảnh chụp MRI cho thấy trẻ có hai buồng tử cung, hai cổ tử cung. Bác sĩ Lê Thị Anh Đào, trưởng khoa phụ ngoại A5, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, kết quả chụp MRI phát hiện bé có hai buồng tử cung, hai cổ tử cung, ứ dịch trong lòng âm đạo bên trái. Bác sĩ chẩn đoán bé bị dị tật bẩm sinh cơ quan sinh dục, chỉ định nhập viện phẫu thuật mở thông âm đạo bị bịt. Đây là trường hợp khó do bệnh nhi còn nhỏ. Nếu giải quyết bằng phương pháp mở thông dẫn lưu sẽ gây nhiễm trùng, tạo sẹo dính tại phần mở thông, gây khó khăn hơn cho những lần phẫu thuật tiếp theo. Ca mổ an toàn thành công, không ảnh hưởng gì tới khả năng sinh sản của bệnh nhi. Hiện tại sức khỏe bệnh nhi ổn định, phần âm đạo bị bịt được tạo hình thành công. Trước đó tại bệnh viện này cũng đã phẫu thuật cho bệnh nhân 26 tuổi ở Hà Tĩnh bị dị dạng tử cung đôi. Người phụ nữ thường xuyên xuất hiện tình trạng có mùi hôi và ra dịch âm đạo hôi. Đi khám và điều trị ở nhiều nơi đều nói chị bị viêm âm đạo. Điều trị nhiều đợt không khỏi, việc này cũng gây trở ngại rất lớn trong việc quan hệ vợ chồng. Theo bác sĩ Lê Thị Anh Đào, tử cung đôi có hai cổ tử cung. Một cổ tử cung thông vào âm đạo bình thường, một cổ tử cung thông vào âm đạo dị dạng bị bịt kín còn được gọi là âm đạo chột, là dị tật đường sinh dục khá nghiêm trọng. Tình trạng này có thể dẫn tới ứ máu kinh và lâu ngày gây viêm nhiễm và vô sinh, ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt vợ chồng. Ngoài ra cũng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.